Ngày hôm nay thì gia đình em Thảo có dọn vườn và có à, một số kia em Thảo bán thanh lý rất là rẻ cho cô chú chị chúng ta lấy về chăm hộ em thôi. Đó chứ thật sự giá này thì chưa bao giờ có luôn. Em Thảo bán thanh lý là 10.000 một ki. Đó cô chú chị mua từ à, 30 ki là 300.000 em tặng các bác là 2 ki và em sẽ miễn phí ship nha các bác nhá. Đó và em có bốn loại. Đầu tiên đó chính là ki Phi Điệp Thái Nguyên này các bác nhìn này. Đó những cái kia này nó cao khoảng tầm 5 cho đến 8 cm. Đó, em sẽ chọn các bác lẫn lộn nhé Là kia thì là Thái Nguyên này Em có kia lộc uh, có kia ma bó này Kia ma bó này Bên này là kia núi chúa Và bên này là kia cát bà Đó, có một ít kia lộc bắc ở đây và Có 5 loại đó các bác Có 5 loại, đó Thì có mỗi một loại chắc khoảng tầm uh, 3-40 kg thôi, em không có nhiều đâu Em bán có 10.000 một kia Đó, thì em có Thái Nguyên này, núi chúa này Ma bó này, cát bà và lộc bắc đó thì đây là phi điệp sổ số hết hàng rừng nha các bác Kỳ Phi điệp hàng rừng Em bán gọi là về cho các bác chăm hộ em thôi Chứ thực sự thì chưa bao giờ có giá này luôn các bác nhá Em sẽ chọn cho cả nhà có mầm gốc Nó có cao có bé em sẽ lựa cho mọi người nhá Đừng mọi người đừng bảo là em lấy kỳ cao hay kỳ thấp Bởi vì à, đây là em đã bán thanh lý cho các bác 10.000 một kỳ rồi Đó nên là các bác em sẽ lựa cho các bác là có mầm gốc về để chúng ta chăm Đây các bác nhìn này Đó mà bây giờ là nó mầm gốc này nó cũng chưa ra dễ Nên là em gửi nó rất là an toàn này đó em chỉ có bằng này kia thôi Có mấy kia này thôi này là bác nào mà chốt sớm thì sẽ được nhá. Vì à, tối hôm qua em có à, Tối hôm nay em có thanh lý đó Thì có bán được à, khá là nhiều rồi đó Rất nhiều anh chị em ủng hộ em Thì à, hóa đơn từ 150.000 Thì em Thảo sẽ gửi cho các bác nhé Đó thì ngoài ra thì nhà em Thảo còn rất là nhiều những mặt hàng khác nữa Thì em sẽ quay cho các bác xem luôn Bên này là nữ hoàng mặt trời đỏ của nhà em nhé Dòng hoa duy nhất có mặt bông đẹp đỏ rực rỡ Rất là thơm và rất là sai hoa nữa Và đây là một trong cái mặt hoa người ta gọi là Hai trêu nhau gọi là HO đỏ bởi vì cánh của nó rất là bay Hoa rất là đẹp rất là thơm nữa hoa của nó màu đỏ hết đây không phải là trầm đâu cả nhà nhá mọi người có nhìn thấy này khuôn hoa của nó rất là xinh rất là bay luôn đó và cái đợt vừa rồi đợt trước tết em thảo bán giá cho cả nhà là 320.000 hai mươi một chậu đấy ạ. đấy và em có giữ lại khoảng tầm 30 mươi chậu để em làm hoa nhưng mà rất là buồn ở một chỗ đó chính là à, em lại là để cho nó ra nụ nhưng mà chồng em lại không biết nên là tưới nước vào nên thành ra là nó ra kia hết ra kia hết một trăm phần trăm luôn các bác nhìn đây đấy toàn là kia này các bác mua về là là cắt ra được khối kỳ luôn này. Kỳ là kỳ toàn bộ là kỳ hết luôn. Đấy, các bác nhìn đây, toàn kỳ hết này. Hoa của nó rất là đẹp. Thật sự luôn cây này. Đó, cái là hàng vip của nhà em luôn. đó em để uh, uh, cho nó ra hoa xong em bán giá cho cả nhà. Đó chia sẻ cho cả nhà nhưng mà buồn quá nên là em thảo bán giá một nửa giá thôi. Đó, một nửa giá thôi những cái chậu một thân như này. Chậu một thân như này có mầm gốc luôn các bác nhá này chi chít, chít luôn thì em thảo bán cho cả nhà là 160 trăm sáu đó em còn có khoảng tầm 30 mươi chậu em có vài chậu hai thân này thì hai thân em tính các bác là 200 trăm nghìn thôi đó thì các bác muốn lấy chậu bao nhiêu khẩn được lấy làm giống thì chỉ một chậu 160 trăm sáu mươi nghìn thôi đó đây nếu mà lấy hai thân thì em sẽ chọn cho các bác hai thân đây, các bác lấy chậu như nào cũng được bán giá thanh lý luôn thật sự cây này hoa xuất sắc luôn rất đẹp rất thơm hoa đỏ chót luôn đấy không phải là trầm đâu các bác nhá đó, trầm nó khác, phi điệp nó khác. Và đây là những chậu cây phi điệp 4N, em Thảo còn có 15 chậu nữa thôi. 4N là một trong cái dòng hoa lá mít rất là đẹp. Các bác nhìn này, lá của nó này năm sau các bác chăm sóc tốt là nó còn to và đẹp nữa. Và cây này nếu mà được năm sau mà chăm sóc tốt nó cao được trên 2 mét. Bây giờ cây của nó hiện tại là tại vì nó hơi cong thôi. Đã cao khoảng 70cm rồi này các bác nhìn này. Cao khoảng 70cm rồi. Đó, em Thảo bán cho các cô chú anh chị chậu này Bình thường em phải bán rưỡi đó Bây giờ còn có mười mấy chậu này Em bán cho các bác 160 nghìn Đó 160 nghìn bác nào mua hai chậu hai chậu đi em tính 300 nghìn luôn Hôm nay chơi xả láng luôn các bác nhá Có 15 chậu nữa thôi này Đó cây thân của nó hơi cong que một chút xíu Mua các bác năm sau các bác nhớ cắm que cho nó nhá Đó lô này là không có cắm que này Nó hơi cong một chút xíu thôi không sao Nó chỉ cong cong một tí hẹo đây này Đó đến bạn đồ Việt Nam còn cong đúng không ạ Rồi tiếp theo nào Bên này chính là người đẹp Viễn Châu Đấy, người đẹp Viễn Châu Các bác nhìn thấy xinh chưa Đây, cây người đẹp Viễn Châu này Hàng đang trong quá trình dụng lá để cho hoa rồi Đó, mồng bốc thì ẩm ẩm đây các bác Người đẹp Viễn Châu này chậu một thân Em Thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà là 140 nghìn nhá Đó, em Thảo bán 200 rưỡi đấy Bây giờ bán cho các bác 140 nghìn chậu một thân Đấy, nếu mà các bác mua từ Mua chậu hai thân đi hai thân em Thảo bán là 170 nghìn hai thân này, đang trong quá trình dụng lá đấy các bác nhìn này khi nó dùng lá nó đang sưng hoa này đó Em thả bán người đẹp viễn châu hoa chuẩn như này Với giá là cho các cô chú anh chị một thân là 140 nghìn Hai thân 170 nghìn Chỉ có một đến hai thân thôi Em bán đang có mầm gốc luôn đấy chốt cho các bác là có mầm gốc luôn nha Và đang có nụ sưng Đang sưng nụ này Giống như là bà bầu 8 tháng luôn rồi Đó bởi vì cái cây này nó bắt buộc phải dụng lá Để một là nuôi dưỡng mầm gốc Hai là nuôi dưỡng mầm hoa đó đây là nó dụng lá không sao hết và các bác nhìn thấy lá nó dòng lá xếp rất là đẹp nhá đó mấy nơi em dụng hết em sẽ bắt hết lá đi luôn Em phải bán cho cô chú anh chị giá rất là mềm rồi Bên này đây là những chậu cây phi điệp năm cái trắng Đài Loan Là một những cái dòng hoa nhà em Thảo lấy về bắt sổ Đó anh xã em thì lấy về bắt sổ à, Có cả cây to và cây bé Thì những cái kỳ bé như thế này Em sẽ cho cả nhà xem mặt hoa trong lô trước nhá Và đây là một trong những cái mặt hoa rất là đáng để chúng ta sưu tầm Đó mặt hoa trong lô nó sổ đẹp như thế này Nhưng mà tuy nhiên là sẽ có sự biến thiên Nên là em Thảo sẽ cho cả nhà xem mặt hoa nhá và đây chính là mặt hoa trong lô của cây năm cánh trắng Đài Loan này cả nhà nhìn thấy không ạ? Nó có cả ám xanh này, có cả hơi ám và có cả năm cánh trắng nhưng mà chủ yếu là năm cánh trắng nha các bác nhá. Bởi vì là mặt hoa nó có sự biến thiên nên là em sẽ à, lấy về săn. Các bác nhìn đây, có cả có mũi phớt hồng và mũi trắng. Đó chủ yếu là rất là nhiều cây mũi trắng và phân thủy rất là rõ ràng. Thì em thảo bán chia sẻ cho cả nhà giá rất là rẻ, giống như là một trong những cây bình thường thôi. Nên là anh chị em nào mà chúng ta muốn được một tấm vé số đẹp Đấy, tấm vé số này là à, được đã được giải nhất hoặc là giải nhì luôn rồi các bác nhìn này. Đó, cây rất là đẹp nhé, có thể sổ ám hoặc là năm cánh trắng chủ yếu là năm cánh trắng nhiều hơn đây. Các bác nhìn này, xinh cực luôn. Cây này thì em lấy về săn thì bác nào mà chúng ta lấy mặt bông nó rất là xinh. Đó, đây là ông xà em sưu tầm em bán chia sẻ cho cả nhà luôn. Đó, để cả nhà cũng có thể săn. Đây mặt hoa của nó đẹp. Và đây là cái ki thực tế ki nhỏ nhé cả nhà nhé Em có kia lớn ở bên này Đó thì à, em sẽ quay kia lớn trước này Ki lớn thì những cái chậu nó đang có hoa nụ này Các bác nhìn này nụ nó xanh ngắt như này Thì cái cơ hội chúng ta bắt được những cái cây hoa đẹp Rất là cao đúng không ạ Đây có nhìn này hoa hoa xanh ngắt luôn Này đó Hoa xanh ngắt luôn các bác nhìn này Đó xinh chưa Những cái chậu nó từ 1 đến 2 thân như này đang có mầm gốc này từ hai từ 1 đến 2 mầm gốc em thảo đang bán giá chia sẻ cho cả nhà những cái chậu này là một triệu rưỡi là cây to nha các bác nhá nói chung là lô hoa thì em vừa mới cho cả nhà xem mặt hoa trong lô của nó đó trong lô này có rất là nhiều cây mũi trắng và chủ yếu là năm cánh trắng là nhiều đó bởi vì mặt hoa nó có sự biến thiên nên là người ta lấy về săn đó còn ki thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà với giá là 300 trăm nghìn một ki đó em bán uh, chia sẻ cho cả nhà từ trước tết luôn đó thì bây giờ nó đã bật mầm gốc này đó đã bật mầm gốc thì chúng ta mua về em có hai loại nhá loại là bật mầm gốc thì nó bắt đầu đang trong quá trình vàng lá để dùng lá và nuôi dưỡng mầm gốc này cái này chúng ta phải về kích hoa được luôn còn đây là nếu mà chúng ta lấy cái lá của nó còn xanh dườn như thế này đó còn xanh dườn như này thì nó lại chưa có chưa có mầm gốc đâu thì về chúng ta chờ mầm gốc cũng được đó thì em có hai loại như thế thì cô chú chị muốn lấy loại như thế nào cũng được này Đấy, em bán 300 nghìn một kg để về chúng ta săn Đó cũng chỉ bằng một bằng những cái kg ám của nhà em thôi Ví dụ như đây là đây là những cái kg ám là ám hòa bình của nhà em Em cũng bán chia sẻ cho cả nhà là 300 nghìn một kg rồi Đó đây, những cái kg ám của nhà em là cám ám hòa bình này Ám thanh hóa và cánh bầu thì em Thảo cũng bán giá là 300 nghìn một kg rồi Đó, thì cô chú anh chị nào muốn lấy À uh, ki to hay là ki nhỏ đều được. Còn cô chú chị nào muốn xem thực tế thì có thể là xem uh, em Thảo livestream vào lúc 8 giờ em Thảo sẽ quay cho cả nhà xem từng loại bởi vì vườn của nhà em có rất là nhiều loại khác nhau. Đó còn bên này là những cái cây uh, cũng là năm cây trắng Đài Loan nhưng mà đây là của chồng em uh, từ trước Tết đây. Rồi vừa vừa rồi vừa kích hoa này các bác nhìn này. Kích hoa đâm đâm rồi nó không biết là hoa hay là ki. Đó. Đó thì khi mà gửi em sẽ gửi cho cả nhà. Em còn có không có nhiều ki nữa đâu nên em bán giá chia sẻ cho cả nhà có 300 000 một ki thôi. Em sẽ chọn cho cả nhà có mầm gốc. Đó, những cây này về chúng ta kích hoa. Bên đây là những chậu cây phi điệp năm cánh trắng hàng gieo hạt của nhà em Thảo đấy ạ. Cô chú chị nhìn thấy à, có một số cây rất là xanh sạch rất là đẹp luôn. Thì năm cánh trắng em Thảo sẽ giới thiệu qua thôi bởi có rất là nhiều hàng đúng không ạ? Em có năm cánh trắng phú thọ này, năm cánh trắng hiển oanh, năm cánh trắng bạch tuyết và năm cánh trắng lâm sung. Mỗi một chậu của nó từ 1 đến 2 mầm, cao khoảng tầm 5 cho đến 8 cm bởi vì nó là cây năm 2 các bác nhá. Cây năm 2 này các bác mua về thì nó cực kỳ là khỏe, độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là cao. Đó, em Thảo bán 180 000 một chậu. Mua hai chậu em Thảo miễn phí ship. Đó đây cho các xem cây thực tế của năm cái trắng phú thọ gieo hạt của nhà em Thảo đang bán đây này Đó, cây này em Thảo bán cho cả nhà 180 nghìn Đấy, các bác nhìn đây Đây đó cây là cây năm trắng phú thọ gieo hạt các bác nhé hai mầm cũng có một mầm thì nó sẽ cao hơn này một mầm nó sẽ cao hơn các bác xem này đó một mầm sẽ cao hơn là cây năm trắng phú thọ nhé và bên này đây là cây năm cánh trắng hiển oanh này cũng có một đến hai mầm các bạn muốn lấy bao nhiêu mầm cũng được. Những cái chậu đẹp này ngày trước em Thảo bán 250 đấy bây giờ Covid em bán rẻ cho các bác nó có 180 000 một chậu. Mua hai chậu em Thảo còn miễn phí ship cho cả nhà cơ. Đây cứ có hai mầm lên các bác nhá. Đây. Đó, năm cái trắng hiển oanh. Là mặt bông mẹ thì em có dơ cho cả nhà xem mặt bông mẹ rồi rất là xinh đúng không ạ? À, ngoài lê này là cây năm cái trắng bạch tuyết. Thì năm cái trắng bạch tuyết thì thân của nó thân xanh sạch các bác nhìn đây. Thân xanh sạch và nó có ba mầm, hai đến ba mầm. Cũng có một mầm nhưng mà em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái chậu mà có nhiều mầm mà một chút xíu Đó, từ hai mầm trở lên các bác nhá Đó, khoảng từ mà 5 cho đến 8 cm Có cây nó cao hơn chút thì khoảng tầm 10 cm Đó là cây phi điệp 5 cành trắng bạch tuyết Đó. Và sang đây thì cây, cây phi điệp 5 cành trắng lâm sung này chỉ có một thân thôi 5 cành trắng lâm sung thì thân của nó cao khoảng tầm 10 đến 12 cm rồi Các bác nhìn này, một thân này Rất là cao, ráo luôn, em cho các bác xem nhá Đây rất là cao ráo cây nha các bác nhá đó, em cũng bán 180 000 Thì để mà xem cây trực tiếp hơn thì các bác có thể là xem video của em Thảo buổi tối vào lúc 8 rưỡi nhá. Đó là cây phi điệp em có 4 dòng này. Đó, mua hai chậu em Thảo miễn phí ship cho cả Và đây là những chậu cây phi điệp nữ hoàng 28 gieo hạt của nhà em. Thì nữ hoàng 28 gieo hạt hôm nay em lựa cho các bác bình thường những cái chậu chỉ có một thân như thế thôi. Nhưng bây giờ em lựa cho các bác những cái chậu toàn hai mầm gốc này, toàn hai mầm gốc luôn. Em Thảo bán giá chia sẻ cho cả nhà với giá rất mềm luôn các bác nhá. Đó, cũng có hai thân trở lên em Thảo bán giá chia sẻ cho các bác với giá là 180 000 một chậu. Đấy hôm nay toàn bán 180 000 cho các bác những cái cây rất là đẹp. Để có một số cây đó thắt ngọn này các bác nhìn này. Thắt ngọn về chúng ta có thể kích hoa đầu ngọn được luôn. Đó. Đây các bác nhìn nhá, em cũng không có nhiều đâu. Đây là nữ hoàng 28 gieo hạt em thảm bảo... Và tiếp theo đây là những chậu cây phi điệp hồng hàng gieo hạt của nhà em nhá. Đó, hàng thì các bác biết rồi những cái cây này là kích hoa nhưng nó ra ra đây đó những cái cây có hoa thì em thảo bán 250. trăm rưỡi và bác nào muốn lấy cây có hoa hoặc là lấy cây có ki đều ok hết đó thì bên này thì em sẽ cho các bác xem em thảo có bốn loại hồng gồm có hồng minh châu này hồng yên thủy hồng mỹ nhân hồng xòe và cái hồng á hậu đó đây em sẽ cho các bác xem nhá đầu tiên đây chính là cây phi điệp hồng yên thủy các bác nhìn này hồng yên thủy gieo hạt của nhà em em bán giá tri ân cho các bác bình thường những chậu này là chậu có hoa thì em thảo bán là trăm rưỡi còn chậu có mầm như này em thảo bán cho cả nhà là 160 000 mua hai chậu bất kỳ em thảo sẽ bao ship cho cả nhà luôn đó hôm nay trời rất là lớn luôn đúng không ạ bác nào mà mua hàng ngày hôm nay là rất là lời luôn thế là cây phi đồ hồng yên thủy nha các bác nhé có hai mầm đó có hai cái kia này rất là khỏe này đó bên này còn bên này đây là những chậu cây phi điệp hồng minh châu thì hồng minh châu thì cái thân của nó nó sẽ cái thân này, cái thân thân của nó sẽ là huyết hạc hơn một chút nó chỉ là tím hơn thì mỗi một chậu của nó cũng sẽ gồm có hai cái kia nhỏ như này đó hai kia chủ yếu là hai kia thôi đây này đó em thảo bán cho cô chú chị cũng 160.000 nghìn mua hai chậu em thảo miễn phí ship các bác nhá đó 160.000 nghìn thôi đây là cây phi điệp hồng minh châu và bên này đây em sang bên kia đây bên này là cây phi điệp hồng xòe này đó mỗi một chậu của nó hồng xòe nó sẽ cũng có hai kia các bác nhìn này cũng giống giống nhau các bác nhìn này cũng có hai cây như thế này thì em thảo cũng bán cho cả nhà giá chia sẻ là 160.000 sáu một chậu mua hai chậu như thế này em thảo sẽ miễn phí ship cho cả nhà luôn đó 160.000 sáu một chậu thôi bán giá chia sẻ cho cả nhà đấy đó là cây hồng xòe hồng xòe nha các bác nhé đó còn bên này là cây hồng á hậu hồng á hậu đế kỳ nó bự lắm này riêng cái hồng á hậu đế kỳ nó bự bự nhất trong tất cả các cây luôn đó đây có nhìn này bự bự nhất trong tất cả các cây luôn này đó, mấy cây hồng á hậu này xinh cho Em cũng bán là 160.000 thôi Hồng á hậu các bác nhá thì này. Các bác để xem chi tiết hơn cây của mình thì Các bác có thể xem em thảo live stream Còn không chúng ta có thể đặt hàng luôn Đó, tùy các bác luôn Đây, những cái cây của nó gồm có 2 kg Riêng hồng á hậu này ki của nó to, cao to lắm này Đó, ở bên này Nó là cây phi điệp hồng mỹ nhân Hồng mỹ nhân thì cây nó trắng trắng hơn một chút xíu Đó, hồng mỹ nhân thì chủ yếu là 1 kg, 2 kg thôi đó, chủ yếu là 2 kg Cũng có 3 kg nhưng mà ít em tính cho các bác hai kia thôi bởi vì là ba kia em sợ không đủ bởi vì có này có mỗi một chậu có ba kia này có nhìn này đó toàn chậu hai kia em tạo cũng bán 160 trăm sáu mươi nghìn đó em có năm loại hồng thì em cũng bán 160 trăm sáu mươi nghìn thôi này có nhìn này đó những cây phi điệp hồng minh châu của nhà em này xin chưa đó còn bên đây là những cái cây có nụ của nhà em có nhìn này những cây có nụ em bán Nhân dịp đầu xuân năm mới, gia đình em Thảo xin tri ân cô chú anh chị những chậu kiếm này. Đó, ngày hôm nay thì em áp dụng chương trình là mua một tặng một nhá. Một combo kiếm năm loại như thế này, em Thảo bán bình thường là 350 000 em Thảo bao ship đúng không ạ? Ngày hôm nay thì gia đình em Thảo sẽ bán tri ân cô chú anh chị là mua một tặng một. Tức là chúng ta mua 5 cây thì sẽ được tặng 5 cây nữa là 10 cây nhá cả nhà nhá. Đó và cây thực tế thì đây là những cái cây hàng em Thảo tuyển chọn để em bán chia sẻ cô chú anh chị ạ. Đó, kiếm là một trong những cái dòng rất là khỏe và rất là uh, phát triển nhanh đúng không ạ nên người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ cây rất là khỏe mà đẻ rất là nhanh chính vì vậy là cô chú anh chị à, có thể biết là khi chúng ta đầu xuân năm mới như này chúng ta trồng một cây kiếm như này cuối năm thì nó sẽ rất là to và phát triển rất là nhanh luôn đấy ạ nhà em thảo có 5 loại là kiếm xanh huế này đó, kiếm vàng phan trí Đây là cái kiếm uh, hàng mặt bông mẹ của nó cả nhà nhé Đây là xanh Huế này Đó, kiếm phan trí này Đó, kiếm hoàng long Kiếm huyết đỏ này, mặt bông mẹ này Đó, cuối cùng là kiếm vàng củ chi Còn đây là những cây thực tế của nhà em Thảo bán này Các bác nhìn này, cây hiện tại đang được khoảng tầm 5 cho đến 6 lá Đó, các bác nhìn này, đây những cây kiếm rất là xinh luôn Đó, kiếm phan trí này đó. Mua một tặng một tức là 350.000 em Thảo miễn phí ship cho cô chú anh chị và em sẽ tặng kèm cho cả nhà là 5 cây này nữa. Nhân dịp đầu năm xuân năm mới đó. Đó anh chị em yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với nhà em nhé. Năm nay là năm con trâu nên là đầu xuân năm mới em Thảo xin chia sẻ đến cô chú anh chị những chậu đai trâu giống lá xếp rất là đẹp để cô chú anh chị chúng ta có thể sưu tầm này. Đó, mùa xuân là Tết trồng cây đúng không ạ? Đó, những cái cây đa châu giống này thì các bác biết rồi đa châu có một số nơi gọi là nghinh xuân hoặc là có một số nơi gọi là ngọc điểm đều đúng đấy ạ đó tùy vào vùng miền và là một những cái dòng hoa không chỉ đẹp và nổi tiếng ở việt nam đâu mà còn nổi tiếng ở trên toàn thế giới bởi vì hoa của nó là rất là đẹp hoa nở bền được hơn một tháng và đặc biệt là ở với việt nam mình thì nở vào đúng dịp tết nguyên đán nên là càng được nhiều cô chú chị yêu mến hơn đó ngay hôm nay thì em thảo sẽ bán chia sẻ cô chú chị với giá rất là mềm luôn ạ đây là đai châu lá xếp nhé cả nhà nhé Có rất là nhiều màu em cho cô chú anh chị xem này Đó, có màu trắng này Đó, có màu bò sữa, màu đỏ Màu trắng tím này Có rất là nhiều màu đúng không ạ Màu cam, cam lửa, hồng cánh sen à, Màu trắng tinh khôi này Đó các bác vừa nhìn thấy này, màu tím, tím đen đúng không ạ? Có rất là nhiều màu sắc để chúng ta có thể là à, trông. Và đây là em Thảo bán theo combo 10 chậu này. Đấy, các bác phải tham khảo giá trên thị trường. Ngày hôm nay em thảo bán giá chia sẻ với giá là 240 000 một chậu một uh, 10 cây như thế này. Đó, đây là những cái cây lá xếp nha các bác nhá. Những cây lá xếp em thảo bán tri ân nên những cái giá rất là mềm luôn nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, đây cái màu này có màu xanh ngọc này. Đó, ấy, màu tím này.